Điện thương phẩm tháng 8 năm 2023 của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc đạt 8,57 tỷ kWh, tăng 5,56% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, thành phần công nghiệp xây dựng chiếm 59,08%, tăng 4,68%. Đây là mức tăng ghi nhận dấu hiệu phục hồi trong công nghiệp xây dựng, khi mà 6 tháng đầu năm 2023, thành phần này đã tăng trưởng âm. Tháng 8 năm 2023, mưa dông kéo dài gây sạt lở, lũ quét tại một số tỉnh vùng núi phía Bắc, gây ra sự cố và ảnh hưởng đến hệ thống lưới điện. Với tinh thần chủ động ứng phó và sẵn sàng trong công tác phòng chống thiên tai, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc EVN-MPC đã chỉ đạo các đơn vị nhanh chóng khắc phục xử lý sự cố, đảm bảo công tác vận hành, cấp điện trở lại sớm nhất cho khách hàng. Cũng trong dịp lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, toàn tổng công ty đã bố trí hơn 3.000 ca trực điều độ, vận hành sửa chữa điện 24/24 giờ, đã đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định, liên tục phục vụ các hoạt động sự kiện, sinh hoạt của nhân dân diễn ra trong các ngày nghỉ lễ. Được biết, lũy kế 8 tháng của năm 2023, tổng sản lượng điện thương phẩm của EVN-MPC đạt 58,66 tỷ kWh, tăng trưởng 3,43% so với cùng kỳ năm 2022, khởi công được 3 dự án và đóng điện 4 dự án 110 kV, nâng mức dự án khởi công lên 27/59 dự án và đóng điện 25/85 dự án. Những tháng cuối năm, EVN-MPC sẽ tiếp tục thực hiện kiểm tra, đôn đốc các công ty điện lực, triển khai các giải pháp, hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh dịch vụ khách hàng năm 2023, đảm bảo cung ứng điện an toàn, ổn định, phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế xã hội và dân sinh trên địa bàn quản lý.